nó cứ động nhanh lên một chút nữa. ngủ, pua, Mua. pua, mua, phua, tưa, thưa, nưa, lưa, chư, chư, sư, chư, chư, sư, rư, chi, chi, si, cưa, khưa, khưa, Yun mũ, a, ô, ưa, ư, r, i, a, ao, âu, an, ân, ăn, ân, ung, y, ya, yao, ye, yêu, yên, in, yang, in, dung, u, wa, wo, wai, wei, wan, quân, quang, quân, duy, duy, duyên, duyên, sân mù, vị duyên mù, ba, bua, bay, bay, bao, ban, bân, bang, bân, bi, biao, bê, biên, bin, bin, bu, pa, pua, pai, pay, pao, pâu, pan, pân, pang, pân, pi, piao, pê, pien, pin, ping, pu, ma, mua, mơ, mai, mây, mau, mâu, man, mân, mang, mân, mi, miao, mê, miêu, miên, min, miên, mu, pha, phua, phây, phâu, phan, phân, phang, phân, phu, ta, tơ, tai, tây, tao, tâu, tan, tang, tâng, tung, ti, teo, tê, tiêu, tiên, tinh, tu, tua, tuây, toan, tuân, tha, thưa, thai, thao, thâu, than, thang, thân, thung, thi, theo, thê, thiên, thiên, thu, thua, thuê, thoan, thuân, na, nơ, nai, nây, nao, nâu, nan, nân, nang, nâng, nung, ni, nheo, nhê, niêu, nhen, nin, nhang, niên, nu, nua, noan, nui, nuê, la, lơ, lai, lây, lao, lâu, lan, lang, lâng, lung, ly, lia, leo, lê, liêu, len, lin, liang, linh, lu, lua, loan, luân, luy, luê, cha, chưa, chư, trai, chây, chào, châu, chan, chân, trang, chân, chung, chu, chua, chơi, choan, chân, cha, xưa, sư, trai,
Chào, châu, chan, sân, trang, chân, xung, chu, chua, chơi, chan, chân, xa, xưa, sư, sai, sao, sâu, san, sân, sang, sân, sung, su, xua, xuây, xoan, xuân, tra, trưa, trư, trai, trây, trao, trâu, tràn, chân, trang, trân, trung, chu, choa, chua, choai, chơi, choan, chuân, choang, cha, chưa, chư, trai, trao, trâu, chan, chân, trang, trân, trung, chu, chua, choai, chơi, choan, chuân, choang, sa, sưa, sư, sai, sây, sao, sâu, san, sân, sang, sân, su, xoa, xua, xoay, xoay, xoan, xuân, xoang, rưa, rư, rau, râu, ran, dân, rang, râng, rung, ru, rua, rây, roan, run, chi, cha, chào, chê, chiêu, chen, chin, chàng, chiên, chung, truy, chuê, chuyên, chuyên, chi, cha, chào, chê, chiêu, chen, chin, chàng, chiên, chung, truy, chuê, chuyên, chuyên, si, xia, xiao, xie, xiêu, xian, xin, xiang, xing, xung, suy, xuê, xuyên, xuyên, ca, cưa, cai, cây, cao, câu, can, cân, cang, cân, cung, cu, qua, cua, quai, quây, quan, quân, quang, kha, khưa, khai, khao, khâu, khan, khân, khang, khân, khung, khu, khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang, kha, khưa, khai, khây, khao, khâu, khan, khân, khang, khân, khung, khu, khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang, a, ưa, r, ai, ao, âu, an, ân, an, y, ya, yao, ye, yêu, yen, in, yang, yên, dung, u, wa, wo, wai, wei, wan, wân, wang, wân, yu, yue, yuan, yun. Rồi, thế nào? Chúng ta lại viết tiếp phần bảng bộ. Hôm nay phải xong với phần bảng bộ. Chưa ta viết đến bộ nào rồi nhỉ? Đến chữ núng rồi đúng không? Núng, núng thì như là núng thôi. Hết núng thôi. Rồi, bây giờ mới sang chữ giáo. Ta viết tiếp chữ giáo đây này. Giáo nó biết là nghiêu, nó về họ nghiêu, nó cũng nói giáo, giáo nghiêu, cố gắng thuộc luôn các bộ nhá, từ bộ ra mới thể ghép thành chữ được. Thực chất là chữ nghiêu là trên có bộ qua, nó về vũ khí cổ đấy, dưới là chữ nhất với cả chữ nhi, thì qua nhất nhi là thành chữ giáo, qua nhất nhi hợp lại thành chữ nghiêu, vì họ nghiêu về đến tầm là 6 nét rồi thì thường là nó sẽ là bộ khó lại ghép về bộ dễ mà ra nhá, bộ khó lại ghép về bộ dễ mà ra, thì chúng ta phải tư duy như vậy.
dễ nhớ, gió, lực đọc gió, ừ, âm eo nhá, ao không là áo đó nhá, đọc là giáo, âm eo giáo. Thì thực chất chữ này ấy, nó là i a o, i a o. Nhưng khi i đứng một mình làm phiên âm Latin ấy, thì chữ i thì viết thành chữ i dài thôi, chữ nguyên gốc của nó là i a o. Ừ. Diệp Phi Phi đây này, là y Phi Phi này, là y là Diệp, nó về họ Diệp. Trung Quốc có một nghệ sĩ là họ Diệp mà đúng không? Để nhớ mang máng thế. Đây là chữ y là Diệp, nó về họ Diệp. Y. À, cái này viết thêm, cái này bớt bổ sung nhá. À, như là trong trong quyển sách cũng có. Thế ta viết ra ngoài như đây. Đây cái viết chữ Diệp như sau. Lớp viết bổ sung cái này nhá, được một số cái là thấy thêm về sau. Không có, không có. Đúng rồi, bạn nói đúng. Nó để ý không thấy chữ nào thì bảo thấy ngay. Mô tả này là chấm ngang phẩy sổ móc, rồi chấm 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 ngang phẩy sổ móc, không là chấm chấm y không chính chứ vừa học thêm y. Y là mục diệp, cái bỏ diệp diệp giờ yết diệp nặng diệp bộ 6 nét đấy. Đây. Okay. Bộ diệt là về họ diệt đọc là y được chưa? Kế tiếp ta có chữ lỷ là lại, về quan lại. À, chữ này không có. Tôi đang mở cái ứng dụng từ điển của nó, mở được thế rồi. Đây, anh viết chữ ly này. Đó. Lịch sử ta cũng dùng chữ này, lịch sử. Nếu mà lịch ly đứng một mình là bộ lại, về lại một chức quan có phẩm cấp thời phong kiến. Lì lì Mạnh thôi nhá, ly. Mới học ta hết sức để ý cái thanh điệu, vì chúng ta sai cái chính chỉ sai bốn cái thanh điệu thôi, còn thanh mẫu vận mẫu chúng ta đọc nhiều không mấy khi sai đâu. Lì. Lì học chính trị. À, tôi viết chữ lì nhá. Đấy, thiếu cái nào ta bổ sung luôn như này. Thì có cập nhật, phần này là có cập nhật đấy. Tiếp theo chữ á có chữ ya nhưng không có đúng không, mấy phần thêm này là không có này. Ta viết tiếp chữ ya là á là thứ hai, lớp cùng đọc ya. Chữ á đây này. Yeah. Dạ là á, á là thứ hai, á hậu đấy đúng không ạ, á hậu là đứng thứ hai, hoa hậu đến á hậu, á là thứ hai, ý là chữ này. Dạ tiếp theo ta có từ triệu, triệu có không, không có đúng không. À, từ trọng, tại sao từ trọng đây,
ở Trung Quốc ấy thì họ thường chia cho hàng vạn, nhưng mà khi người Trung Quốc sang Việt Nam họ vẫn dùng chữ triệu này, ví dụ 1 triệu chẳng Chào. hạn, thì người ta gọi là hí chảo. 1 triệu là gì? Triệu là 6, là số 0. Thế còn nếu mà nói theo kiểu thói quen thì Trung Quốc ấy, sẽ là 100 vạn. Ví dụ 1 triệu người ta sẽ nói là y bái oản, là 100 vạn. Thì bái oản cũng nghĩa là 1 triệu, cũng nghĩa là triệu, người ta vừa lên 1 triệu đi, chảo. Triệu này, điềm báo, dấu hiệu báo trước này, họ triệu này, số từ triệu là số đếm này. Chào. Chào. Rồi, tiếp theo thế thì chữ sung là cũng sẽ không có, là chữ chung. Chung là sung. Chung. 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 Chung là sung. À, sung có nghĩa là nạp. Ví dụ nạp điện chẳng hạn là chung điện. À, chung điện chi chẳng hạn là máy nạp điện. Cục sạc đấy. Chung. Cách viết chữ chung nhá, nó cùng nhìn này. Chấm. Nên khi không kịp thế nào thì bảo thầy nhé, thầy cứ chuyển qua tab đi tab lại, có bạn này nhìn kịp, có bạn nhìn không kịp. Chung. Sung là làm sung. Đi liệu là có từ sự là thức, từ này không có đúng không? Thức là kiểu dáng, kiểu thức, dạng thức. Sì. Sự và thức. Thực chất thì chữ thức ý, nó cũng có viết bởi một bộ. Bộ đầu tiên là bộ dặc. Dặc là một xanh xanh lá này, dặc là chữ ỉ, dặc nó về tên bắn, sau là chữ công, theo từ cung rắn là công nhân đấy, nên đọc là cung là chữ công, bộ dặc với cả bộ công. Sự. Đây, tôi mở lại đi. Thức nên là kiểu dạng, dạng thức. Đấy, không biết thì mở lại, đây sẽ mở lại. Phải sợ là chúng ta nhìn không kịp ý. Sự. Đọc lại là sự. Chung. Chào. Dạ. Lì. Lì. Giáo. Đó. Đọc lại. Giáo. Đó. Y. Lì. 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 Dạ. Chào. Chung. Sự. Được. Sang từ thần là quan lại, đọc là trấn. Chữ này khó nhớ hả? Mà bạn nào cứ đọc thành chén ấy thì ta ghi là chớ chân sắp trấn ở bên cạnh nhá. TR đấy, trấn. Cong lưỡi trấn. Thì ở đây có cách viết chữ trấn luôn đúng không? Đâu ta? À, không có chữ trấn ở đây không có. Mà nó sẽ là chữ chéo luôn. Thì ta viết cái viết chữ trấn này. Đâu ta? Đây, chữ trấn đây.
Trấn là thần. Nếu cho thầy xem trong phim hay gọi là thần tuân chỉ đấy, gọi là trấn tuân chỉ. Tuân là tuân, chỉ là chỉ. Trấn tuân chỉ. Trấn Khi học thầy có dạy chúng ta là khi đọc một số chữ như chữ trấn phải bật hơi nhá. Nhưng trong thực tế ta đọc thì không cần bật hơi nhá, đừng có bật hơi nhá. Ở Trung Quốc họ không có thói quen bật hơi nhiều đến như thế. Hoặc họ có hay chăng bật hơi nhẹ nhẹ thì chúng ta không thể nghe thấy được, nên tốt nhất chúng ta đừng có bật hơi. Vì nghe không phân biệt được đâu. Người Trung Quốc nghe không phân biệt được, người chúng ta nghe không phân biệt được đâu. Mà không, người ta không phân biệt ý nghĩa bằng cách nghe đó, mà họ sẽ phân biệt bằng cụm từ. Ví dụ như trong câu là trấn chuân chuân chỉ chẳng hạn, thì đương nhiên thế là chữ trấn này không phải chữ trấn khác, nó phải dựa vào ngữ cảnh thì mới biết là chữ nào. Rất nhiều chữ cũng đọc là trấn, ví dụ như buổi sáng ạ à, gọi là chảo trấn. Nhưng nếu nó là chảo trấn thì nghĩa đương nhiên là buổi sáng rồi, vì cái chữ chảo nó sẽ quy ước cái từ trấn đấy là chữ nào. Ta hiểu không ạ? Thì chúng ta không cần bật hơi quá nhiều nhé, vì cái kiểu chúng ta hay tập trung vào bật hơi là tuốt bật hơi ra ngoài, là cả câu chả nói được cái chữ gì cả. Chúng ta thử nói một chữ tiếng Việt thôi mà chúng ta nói quá kỹ chẳng hạn, ta phát âm quá chuẩn một chữ thì cả câu ta nói sẽ bị ngắt ngứ. Giống như ta hát này, hát đâu có lúc hát hát có chuẩn đâu. Chúng ta nếu mà phân tích kỹ ra cái lời bài hát và nội dung họ hát thì đâu có chuẩn đâu, đâu có chuẩn về quy ước, không phải chuẩn về xã hội mà chuẩn cái quy ước mà ta đưa ra. Nhưng thực chất cái không chuẩn đó đấy nó mới gọi là chuẩn. Thế nên học ngoại ngữ muốn đúng ý, là phải nghe băng đọc theo, chứ không tự đọc là hay bị sai. Đọc theo đây không phải nghe đọc từng chữ, đọc cả câu, đọc cả đoạn và thường xuyên phải nghe thì mới giỏi được. Nhưng cái gì mua được bằng tiền, nhưng kiến thức thì khó mua được bằng tiền để ấn vào đầu chúng ta lắm. Phải học đi học, phải cố gắng, phải sử dụng cái sức khỏe của mình vào đó, tổn hao sức khỏe hết đấy. Tiếp theo ta có từ giác là góc, còn là sừng, cái góc nhà này, chéo chẻo chẳng hạn thì nghĩa là cái góc nhà. Còn nhưng mà nói là nếu chẻo chẳng hạn thì nghĩa là cái sừng, thì nó quy ước với cái từ đi kèm. Người ta biết chữ chẻo rồi, nó cùng nói chẻo, nghĩa là i a o đọc phải âm eo nhé, siêu phải chữ chờ này, chẻo. Chào. Tiếp theo có từ cốc là khe suối, đọc là củ. Cốc thì trên là chữ bát này, dưới là chữ nhân, dưới là bộ khẩu. Nhớ chữ cốc người ta nhớ là bát nhân khẩu. Ta nhớ được các bộ này thì nó giảm được các bộ lẻ đẻ thì ta cần phải nhớ đi, ta thuộc luôn chữ cốc rồi là đương nhiên là trong đó có chữ cốc thì ta cứ thuộc là chữ cốc thôi. Chữ củ cốc là khe suối.
Rồi, tiếp theo là có từ hạt đậu đọc là tẩu. Thứ nhất là nhất khẩu bát nhất. Nhất khẩu bát và nhất từ này chữ tẩu. Ví dụ hạt đậu nho nhỏ là gọi là xẻo tẩu. Hoặc là trên mặt có cái nhọt cũng gọi là xẻo tẩu. Pha xẻo tẩu chẳng hạn là nổi nhọt. Tẩu. Nhiều tiếng Trung nó vượt qua mưa gió đến học là khủng khiếp đấy. Các lớp khác là thầy bố trí học online hết, chúng ta chưa quen học online thôi. Các bạn ấy không đến học luôn. Cùng ra mới về học trực tiếp. Không học luôn. Đến học toàn học online. Tiếp theo là có bộ thỉ, đây là con lợn đọc là sử. Sử. Đây một nửa lớp chúng ta hôm nay cũng học online đây này. Đấy. Lợn nào online. Sử. Đầu thì đây con lợn. Ngang phẩy uốn móc phẩy 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 mác. Sử. Cái này chỉ là bộ thôi chứ con lợn đọc là chu. Đấy, là con lợn ăn heo. Y chuyến sử một bầy lợn. Nó kiểu như cẩu với cả chuyển đấy. Cẩu với cả khuyển đấy. Cái con lợn đọc là chu. Chu là con lợn. Chu ba chia đấy, chư bát giới đấy. Tiếp theo ta có bụi 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 trãi gọi là bụi trĩ về loài thú có xương, cái này thì ít dùng, đọc là chữ. chữ Bộ này thì hay dùng chữ phồn thể là chính thôi, loài thú xương lưng dài chữ. Có cái viết ở đây. Tiếp theo ta có từ pẩy là bối, nó về bảo bối, bảo pẩy. Ở đây ta có chữ pẩy phồn thể.
Yeah, ta có từ xích nó về màu đỏ đọc là chữ 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 này chữ xích chữ Theo ta có từ tẩu và động từ đi đọc là chẩu chẩu bạn đi đi nó là gì? Lý chẩu ba, lý chẩu ba, tôi không đi. Có phụ chẩu, có phụ chẩu, chẩu nó bước đi, nó có nét nác dài dài biểu thị cái chân đấy. Thực chất là trên là bộ thổ, dưới là bộ sơ về trang trọng lịch sự ấy. Đem lại chẩu rồi. Đây là bộ thổ. Giờ thay bộ thổ đưa bằng bộ khẩu thành cái túc và cái chân đọc là chú. Túc là cái chân chú. Hoặc là sung túc cũng dùng chữ này. Chân hai là sung túc chú chi túc thường lạc đấy, nó gọi là chư chú tráng lượng, tức là biết sự đầy đủ là sẽ là vui, không nên tham, nhưng không tham thì không được, nên khó đời mới khó đúng không, cứ bảo không tham sân si, thế không tham sân si lấy gì mà ăn, là bắt buộc vẫn phải tham. Nhưng mà tham làm sao ở cái mức mà mình cảm thấy nó chấp nhận được, đủ là được, thế gọi là chi túc thường lạc là như vậy. Chư chú tráng lựa. Giống kiểu tư duy thầy bảo mấy thầy sư ấy, thì không không tham sân si thì bây giờ lấy được tiền xây chùa. Không xây chùa sao phát triển được Phật giáo tại Việt Nam. Thế ông nào đi bộ như ông kia thì lấy gì mà ăn? Ông tham không? Thầy bộ như thầy cứ chơi kiểu đấy, Mercedes loại S500 thì không được. Tức là tại có nhiều ý kiến trái chiều trong cùng một hiện tượng đúng không? Tiếp theo thân thể nó về sức khỏe ta có từ là sân, nó cũng là sân sân
Trần thân. Đó, phải chữ thân. Tiếp theo ta có từ xa là xe, đó có gì? Trưa. Trưa bên ngoài thì chắc là bảy nét, là bên ngoài là cái chữ phồn thể này này, bên trong là chữ giản thể, nhưng mà trong cái mô tả này họ không viết được chữ phồn thể, chúng ta viết chữ giản thể lại một lần. Chưa dừng là chiếc xe. Theo từ này là tân, là khổ đây. Xin. Xin trên là chữ lập, từ là chữ thập, là xin, là tân, là vị cay vất vả. Xin tân, ví dụ như là xin khổ, tức là vất vả, khó khăn. Đây, chữ này hay dùng vất vả này. Xin khổ, ta có thể viết luôn là chữ này. Xin khổ. Xin khổ, chữ khổ là bộ thảo đầu với cả chữ thập là bộ khẩu thôi, là thảo đầu với chữ cổ, dễ nhớ. Đấy, xin khổ là vất vả. Xin khổ. Con nên là chạy đâu mất rồi. Đây, xin khổ đây, vất vả. Đấy, nhìn rõ không? Đấy, đây, xin khổ. Xin khổ. Khổ đây. Thảo đầu, chữ cổ. À, tiếp theo ta viết từ trấn là thìn, ngôi thứ năm trong địa chi trấn. Trấn đây, trấn en đọc là ân, ch đọc giống tr đọc là trấn. Chảo trấn đấy là buổi sáng sớm đấy. Trấn.
Chấn. Rồi. Tiếp theo chữ yểu là bộ rộng nói về rượu, còn là chi thứ 10 trong địa chi, đọc là yểu. Chữ này cũng hay gặp, rất hay gặp, yểu. Yểu IE hỏi yểu ấy, yểu. Đúng rồi, đọc là chữ yểu rồi, chữ IE hỏi yểu. Bộ rộng nói về rượu. Giống như si nhưng không có nét ngang ở bên trong. Rồi, tiếp theo ta có từ biện, chữ này thì không có trong quyển tập viết đâu, là chữ tiện, nói về phân biệt. Tiện đây cái viết chữ tiện như sau, phẩy là bộ mễ thôi mà, Biển. tiện sao lại còn móng vuốt nhỉ. À, ta sửa như đúng rồi, móng vuốt đấy không phải là phân biệt à, biển là bộ biển là về móng vuốt. Biển. Đây, tiền, ok. Đó. Biển. Nhớ là nét mác này, ta phải đưa chéo ấn bút và vẩy ngang nhé. Chéo ấn bút vẩy ngang, tiền. Rồi, theo tôi viết từ lý là lý ở bên trong. Tôi cùng đọc lý. 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 Theo quay là quy là con gì? Con rùa.
quy quy Thế là ta có từ khoản là hoán, nên là rực rỡ. À, ta cùng đọc khoản. Đây cũng có. Người ta biết bổ sung giúp thầy. Để cách viết như sau. Khoản. Khoản. Rồi, đấy là hoán rực tiếp theo nó có chữ sung, chưa đọc là sung nhé. C đi với O đọc là X gì là âm mới là thông về ống khói. Đây. Chung chung Chung. chung Phải này, trong bộ vi, bộ tịch rồi đóng. Thứ nhất là phẩy, vi, tịch, thành chữ sung là thông. Đó về ống khói, ví dụ yên sung chẳng hạn là ống khói. Sung. Thế là có bộ kim, đối với kim loại đọc là chin. Chin. Đây có viết chữ chin. Nào, chin. Kim.
Thấy không? Trường là dài, đọc là trắng. Trắng. Chữ phồn thể thôi. Cái này có hai âm đọc nhé. Đọc là tráng hoặc đọc là chảng. Trưởng của nó về đứng đầu. Chảng. Trắng hoặc là chẳng. Trường hoặc là tiếp theo là trưởng. Trường là dài, trưởng là đứng đầu. Theo ta có từ lì, âm nói Việt là đãi hoặc là lệ, về kịp hoặc là lệ thuộc hoặc là lì, bộ lệ đấy. Lệ nhân chẳng hạn, lì dấn, tức là những người mà phải viết, gọi là lệ nhân, viết thời xưa, ghi chép sổ sách, gọi là lệ nhân, chức quan. Theo bộ bán duy nó với chim đuôi ngắn đọc là tray tray tray. bộ này ta phải tự viết, không có phần hướng dẫn tập viết tray. Nó khác với chữ chủ một chỗ là bộ nhân đứng với sau là bốn nét ngang. Này rất hay dùng. Ở đây có cách viết đây tray. Truy Mấy Rồi. truy Để nhìn cách viết nhá. Tiếp theo bộ vũ nó về mưa, thế này thì hay học hay gặp là ủy ủy vũ ủy. Để nhắc cho. Ủy. Tròn môi nhá, nhủy. Mưa rơi à? Mưa chúng ta gọi là xả ủy. Chữ xả là chữ bên dưới đấy. Đúng không? Xả ủy.
Thế không? Ta có từ chiên là thanh, nếu về màu xanh ra trời đọc là chiên. Chị. Chiên. Chị. Theo là có từ phi nên là không phải, à, hoặc là trái lại là đọc là phây phây, sự sự phây phây đấy, thị thị phi phi tức là đúng đúng sai sai, thì phây là phi phi vật chất đấy, phây vũ trụ. Tiếp theo ta có từ sỉ là răng, đọc là chữ chữ chữ. Răng. Wow, tiếp theo ta có từ ngư là con cá, đọc là úy, đọc tròn đôi nhé, úy. Ngư.
quý là ngư. Tiếp theo ta có từ mỉn là mẫn nên là cố gắng. Mỉn, mỉn. À, chữ này nó viết thành mén đúng không? Phải check cho đôi lúc sách vở nó hay bị nhầm. Chữ này thì rất là ít dùng, bộ khẩu với chữ điện nên đọc là mỉn như này. Mìn. Xem có âm đọc khác không nhé. À, có âm đọc nữa là mẻn này, đây có hai âm đọc. Nếu đọc là mỉn, trên đọc là mỉn dưới đọc là mẻn là sao? Đọc là mịn nhá, mịn mịn. Không hẳn là sai. À, nó cứ đọc là mịn đi. Để. Cố gắng mịn nhỉ. Đọc là mịn nhá. Tiếp theo ta có từ lục là ghi lại đọc là lũ, lũ. Chữ này không có, ta thêm bổ sung từ lũ như thầy. Thế nên là chữ lũ này thầy viết thêm vào đây đấy. Nên là chúng ta tập viết theo như thế này. Trong quyển nó sẽ không có đúng không? Từ lục là ghi chép lũ. Lũ, lục. Lũ in chẳng hạn là ghi âm, ghi hình. Lũ. Ta nhìn thấy chữ lũ chưa? Lũ. Rồi tiếp theo tôi viết sang từ diện là từ miệng là diện là khuôn mặt lớp đọc miệng 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 dụ trên miệng chẳng hạn gặp mặt.
Theo nó có từ cứa là cách, nó về cải cách hoặc là gia thú, đọc là cứa. Cứa. Cứa có đây không? Có. Cải cứa chẳng hạn, cải cách. Cứa. Theo nó có từ in là âm, nó về âm thanh, ta cùng nói in In. in In. In là âm, thì trước là chữ âm, là trên là bộ lập ấy, dưới là bộ nhật, ta nhìn thấy không, trên là chữ lỷ, dưới là chữ rử. In đưa vào bộ nhưng ta dễ nhớ thôi. Bây giờ ta có từ phân là phong là gió, ta cũng nói phân phân. Xưa có bài hát là nỉ sư phân của sư sa, bạn là gió còn tôi là cát. Chữ vi in rồi. À, thế theo phân là phong là gió, ví dụ như gió lớn nó gọi là gì, tỏ phân, đọc mạnh nữa nhá, tỏ phân. Thế ra là có từ phi là bay, đọc là phây. Thứ nhất 9 nét ở đây là 9 nét là chữ phồn thể nhá, chứ còn chữ này thì không phải đến 9 nét nhá, đây có 3 nét thôi. Ta viết lại chữ phây đi, phây phây chi chẳng hạn là máy bay.
Tiếp theo ta có từ là thực và ăn đọc là sử 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 bộ thực chữ thực Tiếp theo ta có từ thủ nói về thủ đứng đầu thủ đô thủ lĩnh đọc là sổ sổ ừ, ta nói sổ sổ tiếp theo hương về hương thơm đọc là xiang xiang trên có bụng hòa nó về cây lúa dưới là bộ nhật nhật đúng rồi bộ rư nhưng thường nó là bộ nhật đi gọi cái bộ ấy, để dễ nhớ là người ta không gọi theo âm Hán Việt có lúc nó cần đọc thì mới đọc không có gọi theo âm Hán Việt bởi vì khi gọi âm Hán Việt ấy, thì mình dễ tưởng tượng là ý nghĩa của nó hơn dễ suy luận ý nghĩa hơn. Ví dụ nếu chữ thơm chẳng hạn nó nhớ là bộ hòa nhật là hương rất thơm là khẩn khẩn xiang tiếp theo là có từ tan là đơn đơn nghĩa là đơn lẻ đơn chiếc ấy ta nói tan tan đơn đơn giản cô đơn
tản thế tam nhỉ? Chỗ này, chỗ này là ta phải sửa thành kinh một cho thầy nhé, tản là sai nhé, tan đây rồi. Tan trong ngoặc là chữ phồn thể. Một cái phải check lại cho đúng không? Theo sẩu là ông già, người già. Cái này không có cách viết ở đây. Sẩu, ta nói sẩu. Sẩu. Cái cách viết ở đây. Ừ, một chút. Ờ, nghĩa là ông già. Láo sẩu, ông già. À, lão tẩu. Sổ. Tiếp theo là từ mã là con ngựa, đọc là mã. Thì thực chất nó là 10 nét là chữ phồn thể, còn trong ngoặc là chữ giản thể thôi. Tiếp theo nó có từ cốt là xương, đọc là củ, là củ. Nó viết chữ củ này.
Củ. Cốt. Lái củ chim, bạch cốt tinh, bộ xương thành tinh. Xương thành tinh được. Ý người ta chỉ những cái vật có khả năng là không có sức lực thì nữa vẫn có thể tu tập được. Chuyện Tây Du Ký là ảnh hưởng đến cái văn hóa của mình khủng khiếp. Rồi, tiếp theo ta có từ cao. Nói về cao to đọc là cao. Ừ, cao. Tôi biết chữ cao. Cao nhân là gì? Cao rấn, ví dụ cao nhân hữu cao nhân trị chẳng hạn, cao rấn hiểu cao rấn chữ. Tức là người cao, người giỏi là còn có người giỏi hơn, là cao rấn hiểu cao rấn chữ. Cao nhân hữu cao nhân trị. Chữ là trị nghĩa là khống chế đấy. Tiếp theo peo là tiêu về tóc dài. Để có không? Không có đúng không? Cái lớp thì sẽ viết tiêu nó về tóc dài nhé. Nó hơi nhiều nét, viết cho vui vậy thôi chứ chả ai gặp chữ này bao giờ đâu. Peo. Peo. Rất là dưới, trên này nó có bộ này, dưới nó có bộ tư, cả phẩy phẩy này là bộ sam. Bộ sam nó về tiêu. Peo. Rũ rủ xuống thấu pha xà chơi tới dạng sự, tức là dáng rũ tóc, mái tóc. Ở đây họ dịch không đầy đủ, hay là copy cái câu này lên đây, họ sẽ dịch luôn cho chúng ta cái phần ứng dụng này, dịch thì cả câu nhá, không phải là chúng ta chỉ dịch cần một dịch đấy đâu. Thấu pha xà chuối de yang Rũ tóc xuống đấy. Ứng dụng này dịch thì cả câu mà gần như là đúng đến 80% á, chuẩn hơn Google dịch. Ra cứ cóp cả câu đây nó dịch đúng lắm. Nhưng tất nhiên là không thể không học ngoại ngữ mà vẫn dùng những cái thứ như thế này. Chúng ta muốn dùng cái này chúng ta phải có cái kiến thức gì cơ bản thì dùng nó mới hiệu quả được. Nhưng kiểu gì vẫn phải học. Rồi tiếp theo là có từ, tôi biết từ peo đi đã. Quên mất. Bấm lại nhé. À, tiếp theo ta có từ tẩu là đấu, nói về đấu tranh đọc là tẩu. À, tẩu thì biết chữ tẩu. Đấu, đấu tranh.
Tiếp theo nó có từ quỷ, nó về con quỷ, ma quỷ đọc là quẩy. Quẩy. Tiếp theo tôi có từ sửa là sắc, là keo kiệt. Biết được không? Không có đúng không? Thì anh viết chữ này như sau: sửa sắc hà điện keo kiệt. Dưới là chữ khuấy đấy, là hồi là về đấy, về nhà là dùng chữ dưới này này, khuấy cha. Cái trên này nó không phải là bộ nên ta vẫn phải học cả chữ là như vậy. Bộ này thì hiếm khi mới gặp, chưa bao giờ gặp bao giờ, thầy chưa nhìn thấy chữ nào có chữ bộ này bao giờ có thể là nằm trong nhóm chữ của chữ phồn thể, vì cái bảng bộ này dành cho cả giản thể và phồn thể cùng lúc. Sửa. S là giống XC, đừng có cong nữa nhé. Sờ sửa. 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 Nó gọi là nhóm âm sát. Âm sát là đọc sát cái miệng lần trước, lưỡi thẳng ra để dưới chân răng nằm trên. Sửa. Sửa. Theo ta có từ ngư là con cá, đọc là nhúy. Nhúy. Ngư bên ngoài mà 11 s này này, đây là chữ phồn thể, đây trong này là chữ giản thể. Nhúy. Đánh cá mà các nó gọi là tả nhúy. Tả là đả, một tay gậy có bộ đinh. Như là san thiên tảo ý, lẻn thiên sải hỏa, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, tức là làm có một ngày, chơi 3 ngày chơi 2 ngày, cơ bản là nhà có nhiều công nhân rồi đánh cho vui. Cá vẫn nhiều. Sườn. Vì tiếp theo ta có từ điểu là con chim, đọc là nhẻo. Đúng rồi, nhẻo. Chữ nhẻo phồn thể và chữ nhẻo giản thể. Nhẻo này chúng ta thực chất cũng đã viết rồi, đã viết viết lại chữ nhẻo này. Thì viết hết quyển phần bảng bộ này, chúng ta tự tin rằng là bất kỳ cái chữ nào chúng ta có đều có thể viết được hết. Từ chữ khó nhất đến chữ dễ nhất, chấp hết được vào văn miếu, nhìn thấy bất kỳ chữ nào có thể phân tích được và chép lại được, thì nó chỉ có từng đấy bộ thôi, cũng không thể nhiều hơn được. Nhiều hơn khả năng là chữ nôm, mà chữ nôm khả năng là chữ bịa ra không đúng, chứ không không có nhiều bộ thế đâu, chỉ có từng này là hơi khủng khiếp rồi. Rồi tiếp theo ta viết từ lộc là lũ, nói về con hươu.
Thực chất là trong chữ lộc thì bên dưới là có hai chữ tỷ nhưng mà cái thìa rồi, trên nó không có bộ, nó phải ghép một phần bên trên tạo thành bộ lộc và chữ lũ. Thì chữ lùi này để phân tích thì bên ngoài thực chất đến cái phần này này chấm ngang phẩy, đây thực chất cũng là chữ quảng rồi, chữ quảng nó về rộng lớn rồi, chỉ duy mất cái phần ở bên trong là thế này thì nó là không có bộ này, phần này này phần dưới chữ quảng này thì không có bộ. Nhưng bên dưới này thì lại là hai bộ tỷ nó về cái thìa đứng cạnh nhau, và hai bộ tỷ đứng cạnh nhau lại thành một chữ khác là chữ pỉ, là so sánh A tỷ B, tức là A hơn B, chính là chữ pỉ đấy. Người ta cứ viết thành từ lộc của thầy lũ. Theo mạch nó về lúa mạch đọc là mải, đọc mạnh thường mải nó là chữ mải. Theo là có từ má là ma, nó về cây đay cây gai mã phiền phức, ta dùng chữ này mã phận, chắc khả năng là cây đay cây gai nó ngứa. Ngoài nó là chữ quảng đúng không, nó về rộng lớn như từ quảng tà này, dưới là hai bộ mộc thì quảng mộc mộc hoặc là quảng lâm, hai bộ mộc đứng cạnh nhau là thành chữ lâm là rừng, người ta có thể gọi là quảng lâm nó dễ, thành chữ mã. Quảng Lâm là thành chữ mã. Tiếp theo ta có từ hắc là màu đen, đọc là khây, khờ này, khây cây. Đây, đây. Người da đen hắc nhân gọi là gì? Khây, khây rấn, đúng rồi, hắc nhân.
theo ta có từ khoáng là hoàng, nó về màu vàng. Đang còn nói khoáng. Khoáng. Ở đây không có. Đây, khoáng đây. Hoàng. Khoáng sữa đấy là màu vàng. Nhau ta có từ khây ở đây là mìn là chữ khây nhưng mà viết lúc nãy sau nhỉ, rồi khoáng xem chữ nào nào. Rồi ta chết chữ mẻn đi, ta mìn đấy, chữ mìn à, đây chữ mìn lúc nãy là đây chỉ là chữ, chữ này là chữ phồn thể này, còn trong này là chữ giản thể nhá. À, bộ mẫn nó về cố gắng đọc quả mìn, ta lại thấy ta lại viết lại lần nữa cho thầy, viết kín đi để nó phí giấy chả để làm gì, nhưng viết thế mới nhớ được. Thực chất thì bên trên của nó là bộ khẩu, dưới nó có một chữ nó là bộ điện. 2, 3, 4, 5. 5 nét. Đây, ta bổ sung cho thầy cái phần này 5 nét này. Xem chỗ này có chữ điện chưa? Còn được viết thêm chữ điện cho thầy nữa. À, chưa có. Là có lớp bổ sung cho thầy thêm chữ này đấy nhá. Cũng là nhóm 5 nét. 1, 2, 5. Tiền. Điện nghĩa là cũng là điện. Đấy, viết thêm chữ tiền cho thầy nữa. Thì chắc là bộ viết ấy, xong rồi sổ uốn móc thôi, trở thành chữ tiền. Như điện tử chẳng hạn là tiền sử. Tiền sử chính là chữ điện này. Gặp rất nhiều luôn đấy, điện này thì cực kỳ nhiều, điện thoại tiền khoản em viết thêm chữ tiền. Rồi, tiền là điện nhá. Đã bổ sung như thầy. Trong chữ mìn này trên là bộ khẩu, rất là chữ điện thôi. Tiếp theo chữ đỉnh nói về cái vàng là đỉnh cao đấy, đỉnh. Chúng ta sẽ thấy là đỉnh trà, thầy lấy chữ này, đỉnh trà. Đỉnh là số 1, số 1 cũng là chữ đỉnh này. Nhìn hóa cả mắt. Đây, đỉnh này. Không có cả cách viết luôn Tiếng. này. Đỉnh là đỉnh. Đỉnh nghĩa là đứng đầu, là số 1. Trong phần này có cách viết không? Không có. Ô, thì sao chữ này không có cách viết nữa? À.
Tỉnh. Chờ thầy xíu. Thời nay không có cái gì là không có thể không tìm được. Trừ khi nó không tồn tại thôi. Đây. Tỉnh thực chất nó ghép đây bộ thảo đầu này, bộ mục này, sổ ngang sổ này, ngang phẩy này, xong rồi sổ ngang này, sổ ngang gập, thế thôi. Tao viết chữ đỉnh đi, tao viết đi, vấn đề gì? Tao hiểu chữ này. Tao còn tìm nó ra tiếng Trung Quốc ở thành tang là thế nào? Tiếng Không, chữ này hay gặp, chữ này thực chất là hay gặp thì thầy mới cố đưa vào, chứ không hay gặp thì thôi. Rất hay gặp luôn, ta đi chùa chiền nhìn thấy chữ đỉnh thì chỗ nào cũng có, nhất là mấy cái hình hoa văn mà ở cái bàn thờ ấy, suốt ngày viết chữ đỉnh thì thôi, đỉnh như là số 1 mà, là đứng đầu mà. Đấy. Ta viết đi, bộ thảo đầu này, ngang phẩy phẩy nhá, ta đã viết cái này, sổ ngang gập này, ngang 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 đóng này, sau đấy sổ ngang này, sổ này ngang phẩy này, rồi sổ ngang gập. Thôi vẽ lại đúng đi đã. Rồi, chữ tỉnh nhá, đỉnh. Theo chữ củ là cái cổ, mới phải là cổ là cái trống, đọc là củ. Này, cái củ thì có cách viết luôn rồi. Sĩ này, khẩu này, bát nhất này, thập này, hữu này. Thứ nhất thập với hữu là chính là chữ chư, là chi, là nhánh. Cái đấy chúng ta có thể chưa nhớ ngay được. Thập với hữu thành một chữ, là chữ chi, là nhánh, đọc là chư. Chúng ta viết chữ củ đi, tá củ là đánh trống. Củ là trống, sĩ khẩu bát nhất chi củ. Rồi, tiếp theo ta có từ sủ là thử, nên con chuột đọc là sủ. Sủ ta cũng nói sủ, sủ con chuột, láo sủ đấy, cái con chuột đen đen mà chạy chạy gọi là láo sủ. Thử là con chuột, nói chung là cũng là con chuột luôn, nghĩa là con chuột luôn. Sủ có bài hát là Láo Sủ Hai Ta Mỉ đấy, chuột nhiêu gạo đấy, đã nghe bài đấy chưa? Về nhà nghe bài đấy nhá, nghe bài cứ ghi vào bên vở ấy, thầy dặn về nghe bài chuột nhiêu gạo đấy. là nó có bài đấy, rất dễ hát. Còn chúng ta thích học hát, chúng ta gõ từ khóa là tập hát bài hát chuột nhiêu gạo
là kiểu gì cũng có. Và chúng ta cố gắng hát xong ghi âm gửi cho thầy nhé. Đến nhóm thầy sửa cho. Hát nó là một dạng để phát âm cho tốt, nó muốn phát âm tốt chúng ta phải tập hát. Chỉ có tập hát thì khẩu âm chúng ta mới chuẩn được. Ít ra học quãng đời học tiếng Trung ta phải hát được khoảng 10 bài hát tiếng Trung thì khẩu âm mình mới tốt được. Mấy hôm nữa thầy sẽ dạy người ta hát. Tiếp theo tôi có từ phí là bì à, phí không phải phí là cái mũi, tị nên là cái mũi đọc là phí. Trên là chữ tự, dưới là chữ điền, dưới nữa là nhất, xong rồi phẩy sổ phí. Tự điền ngang phẩy sổ phí. Phí dự đấy, phí dự là cái mũi, thì phí dự khấn khảo khàn chẳng hạn. Mũi của em rất là đẹp, em vừa đi spa ở mỹ viện. Thì cái này là chữ luôn rồi. Tiếp theo ta có từ chí là tề. Để nói về đầy đủ nước tề. Thực chất là 14 nét, tức là chữ phồn thể của nó thôi, chữ giản thể thì không nhiều đến như thế. Ta viết lại chữ chí cho thầy. Chữ chí này, không một chữ chử là chỉ, là xỉ, là cái răng đấy. Chí này, chử này, lúng này, quây này, và chữ nhuệ là dược. Chữ nhuệ là dược, cái sáu ba lỗ thì ở đây không có đâu, à, có chữ nhuệ. À. Ta cùng đọc là chí. Rồi ta biết chữ chí. Hết rồi đấy, hết toàn bộ rồi, có từng đấy thôi. Không khó nhớ lắm đâu, ừ, cứ bình tĩnh. Đã viết xong bảng này, ra viết nhuần nhuyễn rồi thì chúng ta có thể viết được tất cả các chữ Hán trong tiếng tiếng Trung. Viết và nhớ được nhá. Đấy, viết và đủ khả năng để nhớ được. Giống như học chữ cái tiếng Việt chúng ta đây, viết hết bảng chữ cái chúng ta có thể đọc được toàn bộ tiếng Việt, viết được toàn bộ tiếng Việt và có thể đọc lưu loát được. Nhưng để có thể hiểu được và nhớ được thì chúng ta phải học, học dần dần, qua thời gian chúng ta sẽ nhớ. Nhưng chúng ta đi trên cái nền tảng đấy thì bao giờ cũng sẽ đi nhanh hơn là chúng ta cứ ngồi viết thì chúng ta nhớ nét thì không thể nhớ được, đúng không? Ví dụ riêng cái từ 11 nét là cái mũi chẳng hạn, là chữ ký đấy, mà chúng ta nhớ theo nét thì có tận 14 nét cơ, không ai nhớ được. Nhưng chỉ cần nhớ 3 nét thôi, 4 nét thôi, đấy là tự điền nhất phẩy sổ, thế thôi. Tự điền nhất phẩy sổ tự nhiên ta sẽ nhớ được chữ ký. Tất nhiên sẽ có một số chữ nó hơi kỳ lạ một tí thì ta hơi khó nhớ, thì cái đấy thì phải chấp nhận thôi, nhưng không, cái số lượng thì không nhiều, đa phần là theo bộ như thế này thôi. Rồi chữ là xỉ là cái răng, chữ ừ. Chữ gì năng đây ta có từ lúng là long, là con rồng. Lý Xảo Lúng, Lý Tiểu Long, lúng là long, một con vật là đại diện cho hình ảnh châu Á, là con rồng. Và cũng chỉ có ở Việt Nam, Trung Quốc, các nước châu Á mới có cái hình con rồng dài dài như con rắn này thôi. Nên châu Âu họ không có. Rồng của châu Âu nó có bốn chân cơ, nó không bay như thế. Nó cũng có rồng nhưng mà rồng nó khạc ra lửa, chạy lung tung. Rồng châu Á cũng khạc ra lửa nhưng lại bay được. À không, con rồng của châu Âu nó có cái cánh đúng không? Cũng bay được. Nhưng mà nó hơi giống con nó hơi giống con hươu cao cổ. Con rồng châu Âu nó giống hươu có cổ. Rồi, tiếp theo là có từ quy, nó về con rùa, đọc là quay. Ừ. Thực chất con rùa nó đầy đủ ấy, chúng ta phải gọi là u quay.
Đây, u quy, ô quy. U quê. Chữ ô ấy, thì nó không có dấu chấm, chữ điểu ấy không có dấu chấm. Đấy, con rùa nó u quay. Đây, ví dụ ta viết từ u chẳng hạn, ta viết được rồi đúng không? Ta viết chữ điểu đương nhiên viết được từ u. Đấy, thầy đưa bất kỳ một chữ nào ta đây có thể viết được không ạ? Kiểu là như vậy. Đây, cái quay là quy này thì có phẩy ngang gập móc này, dưới là chữ điện này, đúng không? Tiền này ta vừa viết đấy. Đó, u quay. Chứ bây giờ nhiều cách học lạ lắm mà toàn bỏ qua cách truyền thống thôi. Đấy là học bộ với cả học âm Hán Việt thì nhiều người chỗ họ không học đâu. À, mà chúng ta học, người ta nói đôi lúc người ta cũng không biết bộ là cái gì đâu, âm Hán Việt là cái gì đâu. Nhưng mà học như thế thì rất là khó, không thể nhớ được. Ta phải như thế này này, người ta mới nhớ được. Người ta sẽ nhìn thấy mà thầy đưa ra căn cứ đúng đúng không? Trong từ điển có chứ thầy có tự thầy vẽ ra cái chữ đấy đâu. Thì ông này ông ngồi ông vẽ cái chữ này ông tự bảo nghĩa của ông ấy, ông tự nhớ thì không được. Cái này nó đều có cơ sở cả. Và người Trung Quốc họ học cũng sẽ học như thế. Chứ không phải người Trung Quốc học cái cửa học tắt như mình đâu. Họ cũng phải học từng bộ một cho nó ghép lại với nhau. Người ta mới nhớ được chứ bây giờ học cái kiểu học tắt rồi cho nhanh rồi cũng ui, thì bây giờ đọc được viết được là được, thế làm sao mà nhớ được. Mình ta phải có cách, người ta cứ bình tĩnh, cái ban giai đoạn đầu nó đi thật bình tĩnh, đi thật từ từ thôi. Quên bảng bộ này thì về viết lại thêm lần nữa, đấy có video hướng dẫn hết rồi. À, nốt nào, tiếp theo từ duệ là dược, nghĩa là sáu ba lỗ, từ này thì không bao giờ dùng cả, chưa biết là dùng sáu ba lỗ là sáu gì luôn. Sáu bình thường là thấy sáu lỗ mà sao lại thấy ba lỗ, nghe nhéo ba lỗ ấy, nhưng nó là một bộ thuộc à. Xem có cái ảnh đây không, đây 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 cái sáo đây, tổng là 1 2 3 4 5 6 7 đúng rồi, thổi một lỗ nữa còn ấn 5 lỗ. Đây, đây đây là chữ duệ, là cái sáo đây, cái sáo này. Thứ nhất là nhớ chữ duệ đúng không, ta nhớ là chữ nhân nhất ba bộ khẩu, phần dưới này thì là bộ quinh, sau đấy là sổ, à, sau đấy ngang sổ sổ đấy, là chữ duệ. Còn ví dụ nhá, bây giờ bộ nó nhiều đúng không, mà bây giờ đùng cái mà muốn tra thì tra thế nào, ví dụ ta thấy một chữ bây giờ không biết là bộ gì cả thì tra làm sao, dở cái quyển này thì không cầm ở đây ngồi khóc thì không được đúng không, ta ấn vào quyển từ điển, ta tải từ điển Khan Dư này này, nghe 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 đoạn này quan trọng này, ta tải từ điển Khan Dư này về, ta ấn một cái nút này này, ví dụ thầy muốn tra cái bộ này thầy không biết nó là bộ gì đấy đúng không, có hai nét ngang ở đây thì không biết là bộ gì đây đấy, nó không có ở đây, nó không có, tức là đây không phải là bộ đấy. Thế còn ví dụ thầy trở về sẽ cái phần này bộ gì nó hiện ở đây, ta ấn vào đây ta chọn, trên điện thoại nó cũng hiện tương tự thế, giống nhau thôi, cùng một phiên bản cả, thì nó ra bộ này, bộ này đọc là chung gọi là bộ quinh, nó về bao bọc. Chung Đấy, chúng ta viết xong rồi nhưng mà để tra bộ bây giờ hiện đại rồi, điện thoại nó cầm ở trên tay à, nó vẽ trên điện thoại thôi là nó sẽ ra nhá, ta hiểu cách làm chưa, rồi ta nghỉ tại đây ạ, nhìn mặt trái trẻ à, ta nghỉ tại đây, nghỉ nhá các bạn online nhá, chào thầy thế nào. Vội vội ăn cơm hết.